Women đây. Thì như cái tiêu đề á, anh em đã đọc rồi thì anh em cũng đã biết là mình đang đi đâu rồi đúng không? Mình đang đi qua bên CCM Fast để test dyno con này. Nhưng mà đường xa quá, mình không có dự trù trước là bao nhiêu cây á, mình chỉ nhớ nha, mình chỉ biết là nó nằm trên cái đường này. Đây là cái đường đi Củ Chi. Thì nó nằm trên đường này thôi, mình đi một hồi thì mình cũng sẽ thấy thôi, nhưng mà mình hẹn bên đó 10 giờ. Mà đường xa quá, bây giờ 10 giờ 5 rồi mình còn chưa tới nữa. Mình nghĩ là cũng gần, ai về nó xa quá, lần đầu tiên đi. Những anh em nào mà đam mê xe, đam mê GDM thì chắc chắn là sẽ biết CCM Fast ha. Đó là một cái gara rất là lớn ở Củ Chi, chuyên xe ô tô, độ bảo trì bảo dưỡng rồi đó. Hẹn ta 10 giờ mà giờ 10 giờ 10 chưa tới đâu hết, chưa ra khỏi Hóc Môn nữa. Nó quẹo ra mà nó không xi nhan, nó không có gì hết trơn. Hồi đầu thì mình cũng nghĩ tới những cái chỗ dyno khác ở trong thành phố thì đi nó sẽ gần hơn. Nhưng mà mình xem YouTube về anh Long á, anh Long CCM Fast á, thì mình thấy là cái dàn dyno của ảnh và cái kiến thức của ảnh và cái dàn nhân viên gọi là về trình độ á, nó rất là cao và uy tín. Thành ra là mình thôi, mình thấy xa thì xa, nhưng mà miễn sao uy tín là được, miễn sao ra được cái số đo chính xác là được. Thì mình ráng mình xa chứ cũng không sao. Thì bữa nay là mình đi qua, mình quyết định là mình đi qua bên CCM Fast để test. Thứ nhất là test về cái xe của mình, xem là 18.000 cây thì cái xe của mình nó còn bao nhiêu mã lực. Thì mình chưa biết nữa, mình chưa biết được cái thông số mà xe mới ra mà test dyno trên bàn dyno nó sẽ như thế nào. Còn thông số trên báo chí thì cái đó chỉ là lý thuyết thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho roi vào, super roi á. Thì đợt trước mình có cho rồi, nhưng mà mình chỉ cho có khoảng 50ml thôi, thì nó không đủ. Nó không đủ với xe của mình, xe của mình là 2.4 lít thì mình phải bỏ 100ml. Và hôm qua, tối hôm qua thì mình cũng đã xả nhớt ra. Mình xả sạch nhớt ra và xả bằng engine flush luôn. Và lấy máy hút, hút nhớt ra luôn. Hút đáy. Rồi sau đó mình cho nhớt vào thì mình đang sử dụng nhớt Benride Full Synthetic 10W40. Mình rất là thích cái nhớt đó, rất là hợp với xe của mình. Và mới đây nhất hôm qua thôi. Thì bây giờ xe sẽ trong cái điều kiện nó ok nhất để mà test dyno. Rồi sẽ lấy thông số trước và sau khi sử dụng Superjoy xem nó có khác gì nhau không ha. Để mà đạt yêu cầu của cái Superjoy là mình sẽ pha đúng tỷ lệ và xe sẽ không bị mất tọt hay là mất horsepower. Để chứng minh là cái Superjoy này nó không làm mất cái độ bám của nồi, không làm trượt nồi đó. Nhưng mà để vượt yêu cầu á, thì Superjoy sẽ giúp cải thiện, tăng cái horsepower lên. Dù là một hay là hai mã lực thì cũng là tăng, cũng là tốt hơn. Đó thì mình sẽ test thử ha, và mong đợi là cái Superjoy sẽ tăng cái mã lực của xe mình lên. Tuy nhiên á, bài test trước của cái sản phẩm trước á, thì phải đợi khoảng 100 cây. Sau đó mình mới đi test lại. Còn riêng sản phẩm Superjoy á, thì mình không cần đợi ha, chỉ bỏ vô và test luôn. Và mình sẽ cảm nhận được cái độ khác biệt sau khoảng 10 cây thôi, không cần phải nhiều. Sản phẩm từ Nhật rất là hay, mình đánh giá rất là cao cái sản phẩm từ Nhật này. Mình đã tới CCM rồi anh em. Đây ngã tư này mình quẹo trái rồi. Hồi nãy là đi ngang qua nước mía, nước mía Vườn Câu á, là cái nước mía nổi tiếng ở Củ Chi á. Vừa đi qua tới ngay cái ngã tư này là CCM đây. Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở phòng dyno của CCM Fast. Thì ở đây sẽ có bên đại diện của Superjoy
có một bác người Nhật Sasaki đó, thì bác cũng là đại diện ở bên Joy và đang theo sát cái thử nghiệm này, là mình sẽ test trên dàn dyno Mustang của anh Long ở CCM ha, và đang ở cái setup này. Super Joy vào ha. Đây. Sản xuất tại Nhật Bản nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào, là xe mình là 2.4 lít nhớt thì mình sẽ bỏ là 2 bình. Một bình này là có dung tích là 50 ml. Ôi, thấy cái mã lực của con xe mình thấy buồn buồn anh em. Chắc phải đi map lại. Chưa thấy cái mã lực, thấy có 85 mã, thấy buồn buồn. Chút về cái xe của mình á, thì mình chưa có đi map lại cái ECU, thành ra là đi cái bô này nó quá thoáng và làm cái xe nó bị yếu đi. Vì vậy cho nên là mình mới nói là khi mà mình đi tour ở ngoài á, thì mình sẽ gắn cái bô gì như vậy, vậy sẽ ngon hơn rất là nhiều so với cái bô này. Bô này chỉ đi vào thành phố đi vui vui, đi chơi chơi cà phê là thôi. Và quay lại cái vấn đề là đổ roi vào á, thì để mà đạt yêu cầu á, thì chỉ cần là nó giữ nguyên khác bê, giữ nguyên cái tọt, chứ không cần nó phải bị không cần phải tăng. Nhưng nếu như mà nó hiệu quả tốt hơn á, nó bôi trơn tốt hơn, nó hiệu quả tốt hơn, thì nó sẽ tăng cái HP lên ha. Và nếu mà xe mình nó rất là cũ rồi, nó cỡ khoảng 30 mấy ngàn, 40 mấy ngàn á, thì nó sẽ thấy được rõ rệt hơn, vì lúc đó thì bắt đầu thành động cơ nó bắt đầu nó bị có những cái vết xước, và cái roi này nó sẽ chám hết những vết xước đó và làm cái động cơ nó phục hồi lại như cũ, thì sẽ thấy rõ rệt hơn. Còn cái xe mình nó mới có 18 ngàn thôi, thành ra là mình không biết được là nó có tăng lên được hay không. Nhưng mà miễn sao để đạt yêu cầu thì mình nhắc lại ha, chỉ cần là nó giữ nguyên HP và giữ nguyên cái tọt thì cái xe coi như là sẽ không có bị cái tình trạng là chịu cố nổi đó.
mang đến cái điểm của nó. Rồi, vậy cái này đúng rồi. Cái này đúng rồi. Nó lên được 2 mã rồi. Đây, lên được 2 mã luôn. Đây là kết quả đã in ra rồi nè. Này, anh Long không có đây chứ. Xin anh Long chữ ký vô đây cái nữa. Bữa nay anh Long bận rồi, bữa nay anh Long bận rồi. Để xin anh Long chữ ký là ngon lành luôn. In thêm một bản nữa đi. In thêm một bản nữa gì mà. Lên đây anh xuống xe. Đó đâu. Xuống xe phụ anh đi anh. Ở trong nó ồn quá. Ở trong nó ồn quá anh ra phải để kiếm cái chỗ quay. Đây đây có con K5. Đây. Vì cái biểu đồ của mình á khi mà in ra nó sẽ bị smooth nó mất cái đỉnh rồi. Thành ra là hồi nãy mình ra được 85,7 á thì bây giờ nó còn là ra mắt là 83,77 ha. Và sau khi bỏ roi được 5 phút thì sẽ là 85,97 nè. Và sau khi bỏ roi được thêm một chạy thêm một lần nữa thì ra 86,47, tức là nó tăng lên liền ngay lập tức chứ mình không có cần phải chạy xong 100 cây. Đó. Và đây là từ CCM Phát ha. Chạy Dyno từ CCM Phát. Anh em cứ yên tâm ha. Ở trong quá trình mà chạy thì mình không có bỏ, mình không có bù phép gì hết, anh em cứ yên tâm. Và kết quả rất là mỹ mãn luôn. Đúng là sản phẩm từ Nhật Bản nó khác. Tăng lên được 2 mã, hơn 2 mã. Tăng được hơn 2 mã. Đó. Ok, và như vậy là kết quả nó tốt đẹp rồi đó, anh em. Như anh em đã thấy là nó tăng lên được hơn 2 mã sau khi test ha. Và rất là ok. Xe mình thì mới có 18.000 thôi mà đã lên được 2 mã như vậy là rất là tốt rồi. Những cái xe mà nó cũ hơn nữa, những cái xe mà đã bị xước thành xi lanh thì cái sự hiệu quả nó sẽ càng thấy rõ rệt hơn nữa. Và ngay trong cái việc là chạy xe thôi là đã cảm nhận được rồi. Và lần này thì test ở dàn dyno của CCM thì anh em cũng an tâm ha. Và cái tờ in ra test cũng có dấu mộc của CCM và có cái tên của phó giám đốc luôn. Rất là muốn có được cái chữ ký của anh Long nhưng mà anh Long anh bận công việc rồi, anh không có đi, anh không có mặt ở đó để mà ký tên được, để mà theo sát được cái quá trình test này. Và cũng rất là vui là vừa test xong thì một bạn ở CCM là cũng có ngỏ ý là muốn mua sản phẩm vì thấy cái kết quả ra rất là ok. Mặc dù là xe mình á nó lại không đạt được cái horsepower mà như mong muốn vì là cái bô của mình nó là bô độ mà chưa có máp gì hết. Hiện tại thì sản phẩm Superjoy của Nhật cũng đã có mặt trên kệ hàng tại AMV Shop và anh em có thể ghé AMV Shop để mua hàng hoặc là đặt hàng ở trên trang web shop amv.com ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi vlog này, mình nghĩ tới đây cũng đã dài rồi. Và bye bye anh em, tạm biệt anh em nha. Và hẹn anh em vào cái vlog tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu, mình sẽ làm một cái tour nhỏ xung quanh cái shop của mình, giới thiệu cái shop cho anh em biết ha. Bye bye anh em.